Mời đi em trai. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Bây giờ thì cặp đôi đã có mặt trên sân khấu. Chúng ta bắt đầu giới thiệu về nhau mà nói lớn lên để cho đối phương cùng nghe ha. Mời em trai. Thưa anh Quyền Linh, Thụy Nam Thư. Dạ. Thưa bạn gái bên kia, thưa quý khán giả trong trường quay. Tôi tên là Lê Viết Tám, công tác tại phòng hậu cần Lữ đoàn Thông tin 23 quân khu 7. Năm nay 33 tuổi. Đơn vị đóng quân thì tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Ba mẹ thì ở Đồng Nai. Mời bạn nữ giới thiệu về bản thân mình. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Nam Thư. Và chào anh trai bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Minh Thi, năm nay em 25 tuổi. Quê em ở Ninh Thuận. Em hiện đang là giáo viên mầm non, công tác ở quận Tân Phú. Thi, 25 tuổi, làm giáo viên mầm non, hiện tại đang làm ở Tân Phú, quê ở Ninh Thuận. Bộ đội mà lấy giáo viên thì gia đình hạnh phúc sướng như tiên. Rồi. Được. Bây giờ nè, Tám chia sẻ chút xíu. Không nhiều người lấy tên khác mà mình lại lấy tên số vậy hả Tám hả? Thì gia đình em ấy thì có 9 anh chị em cơ. Những người mà bố sinh sau thì bố mẹ rối qua chẳng đặt tên được nữa. Thì 789. Có thể kể một số tên từ 1 tới 8 gia đình em ơi. Chị cả nhà em tên là Dung, Dinh, Dung, Rùng, Dinh. Rùng, Rùng, Tốt, Tốt, Dũng, Dũng, Sĩ, Tỷ. Anh Sĩ đó. À, anh trai em ấy. 7, 8, 8 là em. Còn một em trai tên 9 đấy. Trời. Ủa sao mấy người đầu tên Rung Rinh Rủng Rỉnh gì cả? Sao lạ vậy? Dung Dinh Dũng Tốt. À, Dung Rinh Rùng Tốt. Dũng Sĩ. 789. 8 tên 8 bởi vì 8 thứ 8. Mời bạn gái cho bên đàn trai biết được cái ưu khuyết điểm như thế nào. Dạ, ưu điểm của em là tại vì em làm giáo viên mầm non cho nên những thứ mà gọi là làm bằng tay, đồ handmade á, là em làm rất là giỏi. Còn nhược điểm của em là hay giận á. Ngày xưa á, lúc mà còn đi học đó, năm lớp 10, lúc đó cũng có đi chơi với bạn rồi đó, ba mẹ hay la giận tới nỗi mà cũng lấy đồ, cũng đòi bỏ nhà đi, nhưng mà không biết đi đâu hết, cũng về ngoại ngủ từ sáng tới chiều rồi tối xách đồ về nhà vậy thôi. Cái đó được chứ mai mốt có chồng mà giận chồng bỏ đi là mệt à. Dạ giờ em tiết chế rồi anh. À, tiết chế là nha. Rồi còn gì nữa không Thi? Em hay sợ đám đông á chị. Em sợ đám đông tới nỗi mà cái hôm đó là có rủ nhỏ bạn ở chung phòng đi chơi ở quận 1 đó, chỗ đó đông quá. Nó thì cũng biết em sợ đám đông mà. Thì em thì đi sâu, đi sợ lạc nữa. Xong nắm tay em, trời tới nỗi mà gọi là cái cảm giác mà còn hơn các bạn trai mà nắm tay nữa đó chị. Về nhà cũng kể cho nó nghe vậy đó. Không thấy nó nói gì hết. Mấy ngày sau cái nó báo tin là nó sắp chuyển phòng luôn rồi. Nó tưởng là mình bị lét hay sao á. Tại lâu rồi cũng thấy mình thương ai hết. Còn bạn em ai cũng tưởng là em bị lét hết. Cái câu chuyện sợ đám đông nó lái qua cái câu chuyện bị lét. Nhưng mà cái cảm giác mà lúc mà bạn gái nắm tay em là em cảm giác làm sao? Tim em đập nhanh, nói chung là y như là mình... Là đập nhanh vì cái tay bạn gái nắm hay là đập nhanh vì lúc đó mình sợ đám đông? Dạ không, đập nhanh vì tay bạn gái nắm chị. Đập nhanh vì tay bạn gái nắm. Lúc đó là mình hết sợ luôn rồi. Ê cha, hơi bị nhạy cảm ha. Đó là ưu điểm và khuyết điểm của Minh Thi ha. Rồi Tám ơi, ưu điểm và khuyết điểm của Tám như thế nào hả Tám? Tám thì mạnh mẽ, bản lĩnh, cũng linh hoạt. Có khuyết điểm gì không Tám? Khuyết điểm của Tám ấy thì nhiều khi mình không để ý đến cái người đối diện, nếu mình hài nhiều khi làm cho người ta không để ý, người ta giận. Mình hài hước tốt cũng đâu có gì đâu mà khuyết điểm. Thế nhiều khi trong cái chuyện hài hước, ví dụ như em thấy người bạn ấy đang chân đang đi lạc lạc, hỏi mày sao ấy, bảo thăm mới bị té xe. Thế mà em hỏi cái xe có việc gì không mày. Có người vui thì người ta cười phá lên, nhưng mà có người mà thằng này quan tâm hơn cái xe hơn là con người. Nó đúng á. Nó tùy trường hợp mình hài hước. Tám kể sơ sơ cái con đường tình của Tám cho Thi nghe đi. Em ấy thì có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên ấy thì là cái thời mà đang học phổ thông ấy, đang ngây thơ và trong trắng. Rồi mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai dài không? Mấy tháng thôi ạ. Có cái mối tình sau cùng thì cách đây khoảng 2 năm thì cũng hơi sâu đậm, khoảng được hơn 1 năm. Em tìm hiểu kỹ thì cái mối quan hệ của bên bố mẹ của cô gái ấy thì hơi phức tạp, mà em thì bộ đội ấy, thành ra là em tự rút lui. Đó là cái con đường tình của anh Tám bên đây đó. Còn bên kia thì sao? Em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là năm em học lớp 10. Năm đó là mới chơi audition đó. Cái yêu xa. Xong rồi anh đó thì ở ngoài Nha Trang. Lâu lâu thì cũng có vô thăm em. Mà không biết tại sao nó nói chung là trắc trở hay sao không biết. Anh đó thì bị mất điện thoại. Xong rồi không có làm sim cũ lại mà làm sim mới. Còn em thì tự nhiên lúc đó đã đổi số luôn. Rồi không liên lạc nữa. Thì mới lớp 10 mà yêu nhau rồi. Mới lớn mà anh. Mới lớn yêu sớm vậy trời.
một bên mất điện thoại, một bên đổi điện thoại. Dạ. Rồi mất liên lạc luôn. Dạ, là chấm dứt luôn đó chị. Bên kia không nhớ số điện thoại của em cũng không nhớ số điện thoại của bạn kia. Dạ, em có nhớ số nhưng mà bạn đó mua điện thoại mới là bạn nó không có dùng số cũ nữa. À. Mối tình thứ hai là lúc em học xong 12, em quen anh đó cũng gần 2 năm á, đang bình thường như vậy thôi. Không biết sao, hôm đó là em thi năm đầu tiên á. Là đi thi đại học. Dạ dạ. Lúc mà đi thi thì vẫn gọi hỏi thăm thi sao hay là môn đó ngày hôm đó thi như thế nào thì vẫn nói chuyện bình thường. Ảnh thì vô sau em thi xong em về. Cái lúc ảnh vô em cũng có gọi điện. Cái ngày đầu tiên ảnh thi xong rồi em gọi thì anh vẫn bắt máy, nhưng mà từ ngày thứ hai trở đi là gọi không nghe điện thoại nữa. Y như là không còn liên lạc gì nữa luôn á. Em gọi cũng không nghe máy, mà nhắn tin cũng không trả lời, rồi gặp thì cũng không chịu, mà đang bình thường nhưng không biết sao luôn. Hai mối tình của em nó hơi phức tạp quá. Để tôi qua tôi coi đàn gái tôi hỏi coi như thế nào. Em muốn tìm một nửa yêu thương của em như thế nào? Em thì lùn cho nên em muốn kiếm bạn trai thì cao hơn xí, tầm mấy? Trên 1m65. Chắc cũng khoảng gần đó. Đạt rồi, em được khoảng 85% rồi. Không có đen lắm. Bộ đội mà. Đúng da rồi. Không đen không được đâu. Đen một chút thôi cũng không đen lắm đâu em. Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, diễn viên Bình An. Bình An hả? À. Bên đây Bình được không? Em thích người đàn ông thế nào? Dạ, chững chạc. Tại vì tính em hay giận, với lại 25 tuổi thôi, nhưng mà tại suốt ngày tiếp xúc với con nít cho nên tính hơi con nít xí. Yên tâm đi, bộ đội chững chạc lắm. À, cho nên ảnh cố gắng chịu đựng. Chịu nổi không Tám? Hay giận lắm. À, chắc chịu được. Chịu được đúng không? Vâng. Chú bộ đội này rất là dễ thương. Với lại anh đừng có gia trưởng, em sợ. Bộ đội không có gia trưởng đâu. Em không thích đàn ông gia trưởng, em không thích gì nữa. Dạ không thích để râu nhiều, râu lúc nào cũng phải cạo đi. Bộ đội thấy có ai để râu không? Không, thì tiện đang hỏi gu của em mà. Gu của em hả? Ừ. Rủ người ta có râu về nhà ta. Thì em cạo giùm cho. Tao khoái râu thì sao? Không, tại vì nhiều người để râu quay nón á, nhìn nó sồ sề quá. Sồ sề sao? Coi chỉ với râu là hay lắm á em. Có thích tóc tai? Dạ không hói. Thôi đừng có nhắc cái chữ hói đi, tôi thích chữ hói rồi. Rồi gì nữa bé? Hơi cao tí thôi anh. Hơi cao chút xíu. Em có ghen không? Dạ ngày trước thì có, còn bây giờ thì chắc ảnh mà làm bên này chắc bộ đội ghen cũng có được đâu em ơi. Suốt ngày ở trong quân đội không à, đâu đi làm gì đâu mà ghen. Thì đó, đàn gái qua coi mắt chàng trung quý của tôi đi. Chào anh Tám. Rạm nắng chắc chắn lắm mà. À, cái mẫu người lý tưởng mà anh Tám mong muốn là gì? Về ngoại hình Tám thì muốn cô gái đó thì dễ nhìn một chút. Còn về tính cách thì đặt nặng về hiếu nghĩa với bố mẹ. Biết nấu nướng một chút thì tốt. Ừ. Không biết nấu nướng thì mình về mình cũng có thể nấu được. Ngoại hình thì anh muốn sao? Về ngoại hình thì ba vòng chuẩn à. không cần lắm. Mình về mình khéo léo chăm sóc vợ mình thì vợ mình sẽ đẹp. Mình thì mình quan trọng hơn là tấm lòng, tốt lòng hơn đẹp mã. Mình nên nã hơn kiêu kỳ. Hay quá. Cái điều gì mà Tám không thích ở con gái? Cục cằn quá hoặc là hay bực tức quá thì mình hơi không thích lắm. Những cái lúc giận mà dễ thương thì lại càng quý hơn không sao cả. Giận mà cái kiểu giống như cô ấy nói, giận mà cái của con nít thì lại có khi lại còn yêu nhau hơn. Ngày xưa bố mẹ mình rất là hay giận nhau, hay cãi nhau cho nên biết đẻ nhiều như thế. Xong mới giận lại sinh em bé. Giận nhau nhiều tối xin lỗi. Bây giờ mình sẽ gặp người thân đi. Đúng rồi. Thi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bố của em. À bố. Dạ con xin chào bố của Thi ạ. Chào chú. Tôi xin chào em chị Quyền Linh, em chị Nam Thư. Dạ. Xin chào tất cả mọi người. Chào cháu trai. Tôi là bố của Thi. Bé Thi tại vì nó cũng hơi bé người, nhưng mà nó cũng rất là hiền. Học hành làm việc thì rất là chăm chỉ. Có cái hay giận. Về cháu trai bên đây thì bộ đội thì đương nhiên là có nhiều cái phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ thì nó đã tốt rồi. Nhìn qua thì tôi thấy cũng có vui vẻ. Bố thấy được có đến được với nhau hay không là do hai cháu tìm hiểu thêm. Cảm ơn chú ạ. Rồi giờ nói gì với chú đi. Dạ thưa chú thì con cũng được ở cái môi trường quân đội rèn rũa, năm nay thì cũng 12, 13 năm rồi. Nên về tính cách thì cũng đã đủ chín chắn để bước đến hôn nhân rồi. Con đến đây thì cũng muốn có cơ hội tìm được cái người bạn đời ấy. Thì mong chú thì nếu có cô ở nhà nữa thì hỗ trợ giúp cho con về cái công tác động viên tư tưởng, rồi tạo điều kiện thời gian để chúng con có điều kiện qua lại. Xin cảm ơn chú. Thấy chưa? Nói chung là chú cũng đến đây tham gia chương trình cũng mong cho con mình nó tìm được một nửa còn lại. Dạ. Bộ đội là chú cũng rất là thích từ lâu rồi. Rồi cảm ơn chú. Dạ cảm ơn chú. Rồi
Mình cho gặp đàn trai đi. Thưa anh Đinh, để em đi với thủ trưởng của em, với đơn vị. Người thân của em thì có anh trai và cháu. Anh trai, anh ruột đó hả? Dạ, anh chuột em ạ. Thưa anh Quỳnh Linh, thưa Nam Thư, thưa toàn thể khán giả trong trường quay. Hôm nay đến với chương trình Hẹn Hò thì tôi có người em đến giai đoạn nói chung là cũng đến tuổi trưởng thành. Gia đình thì mong muốn em có một cái mái ấm, ổn định cuộc sống. Gặp em gái hôm nay thì với đại diện với gia đình thì tôi cũng cảm nhận được. Người giáo viên thì tính nét tính tình thì nói chung là cũng là một người nhanh nhẹ, hoạt bát. Mong muốn cho hai em đến được với nhau. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xin mời thủ trưởng của Tám ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Lam Thư. Xin chào tất cả các khán giả trong trường quay hôm nay. Chào em gái. Tôi là tên là Nguyễn Huy Dương, chủ nhiệm hậu cần của Lữ đoàn Thông tin 23 Quân khu 7 và là thủ trưởng trực tiếp của đồng chí Tám. Dạ. Thì hôm nay thì bản thân tôi được đơn vị giao trách nhiệm là đi cùng với em Tám và động viên em Tám để kết nối yêu thương. Trước tiên thì xin chân thành cảm ơn chỗ anh Quyền Linh, chị Lam Thư và ekip chương trình. Tôi ở máy Tám cũng rất là lâu rồi. Đồng chí Tám thì về bản chất chính trị thì rất là tốt, về đạo đức thì là rất là trong sáng, đối với lại công việc thì rất là có trách nhiệm và có sức khỏe, sống hòa nhã, được đồng chí đồng đội là rất yêu quý. Thế còn về phía em gái, ngay từ lúc đầu là tôi thấy cũng rất dễ thương. Thế thì hôm nay chương trình cho hai em hẹn hò thì mong muốn của tôi cũng như là toàn đơn vị rất mong muốn là được hai người sẽ kết nối yêu thương, hai người sẽ tìm thấy cái nửa của mình. Tôi sẽ tạo điều kiện để cho em Tám em sẽ gặp em và sẽ là cố gắng làm sao là sẽ là dâu của phòng hậu cần trong đơn vị. Xin cảm ơn. Hay quá, dạ, cảm ơn thủ trưởng. Chúng ta chuẩn bị mở rào. Chào em. Dạ chào anh. Lần đầu gặp thì anh có bó hoa muốn tặng em. Dạ. Em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh nhưng mà cảm ơn em nhiều. Mở, đừng mở đây. Mở ra. Về nhà rồi mở. Thôi theo ý kiến của em đây đi, chứ không có về lại giận nữa. Chưa gì ý là thấy hợp rồi đó. Rồi Tám về chỗ, Thi mời em ngồi. Bây giờ hai bạn gần như là trăm năm trước ta không hề gặp, trăm năm sau có biết gặp không ha. Hôm nay thì mình gặp ở đây, mình nói chuyện nhau đi. Chào em, gặp em là thấy bất ngờ, hôm nay xinh ngoài sức tưởng tượng. Nói chuyện thì có duyên. Anh thích nghe cái giọng nói của con gái miền Nam. Những lúc giờ này em giận em thường làm gì nhỉ? Giận thì em đi chơi với bạn. À. Hết giận thì nhắn tin thôi. Nói chuyện lại thôi. Thế sau này mình về mà ở với anh ấy, lỡ có giận ấy thì có đi chơi với bạn không? Dạ không, tại lúc đó lập gia đình rồi khác chứ. Thì cảm nhận Tám thế nào? Dạ, nhìn ảnh hiền. Nhìn ảnh á, đừng nhìn anh. Quánh giá coi sao? Dạ nhìn hiền. Em thấy hiền thôi à. Nó cái mắt của cô ấy ướt thể hiện là con người rất giàu tình cảm. Anh thích cái người mà có con mắt như thế. Dạ. Thời gian của bọn em có làm việc có rầy lắm không? Dạ sáng thì em đi làm từ 6:30, chiều thì 5:30 là em về. À, thì đặc thù của bọn anh ấy là thời gian trực là tương đối nhiều, lễ Tết thứ bảy chủ nhật là cơ bản cũng không có nhiều thời gian mấy. Em có chia sẻ không? Nếu như mà quen thì phải chịu thôi chứ sao. Hơi vất vả một xíu đấy. Nhiều khi bọn anh đi công tác vắng nhà này, có lẽ là bọn em ở nhà hơi nặng việc. Đi như vậy nhiều không anh? Ví dụ một tháng là tầm bao nhiêu lần? Đi công tác xa thì anh ít, nhưng mà làm tại đơn vị thì nhiều việc. Một tuần thì có thể hai buổi cùng em nhỉ? Dạ được. Em thì chỉ sợ anh bận thôi. Bây giờ mình sẽ tính nè, kế hoạch tương lai như thế nào, quen bao lâu kết hôn, rồi kết hôn về bây giờ là tiền ai giữ nè, con trai đầu lòng hay con gái đầu lòng. Cái vấn đề tiền bạc cần những người phụ nữ để tay hòm chìa khóa. Vậy thì em làm giỏi lắm. Con cái thì chơi cho của nào được của nấy, cái đó mình không quyết được. Con trai anh cũng thích mà con gái thì anh thích hơn. Em thì trai gái thì cũng thích hết. Rồi những lúc mà mình rảnh rỗi thì mình có hay đi xem phim hay đi ăn uống với bạn bè không? Em đi hoài à. À thì anh thích cũng thích đi nhưng mà cơ hội không có, nhưng mà nếu có thời gian kết nối với em thì thời gian có lẽ dành cho nhau thêm một tí. Từ nãy tới giờ chị nghe Tám hỏi em rất là nhiều, nhưng mà em thì không hỏi. Hãy hỏi để cho bản thân mình biết là mình cần gì. Mà em vinh quá không biết hỏi gì trời. Em cứ hỏi anh đi. Em là một người rất là hay giận. Ví dụ như là con gái mà hay có bệnh. Bây giờ em hư xe giữa đường rồi gọi điện thoại, anh đang đâu vậy, anh đang ở đơn vị, anh tối anh dắt xe về đi vái gì cho em đi. Thôi anh đang ở đơn vị đang có chuyện gấp lắm, anh không ra được. Giận. Không có, em không có. À không có đúng không? Vậy bây giờ mình phải nói trước cái nào mình giận, cái nào mình không giận. Anh Tám đây là quân nhân chuyên nghiệp. Mình phải mặc định sẵn trong đầu nè. Bộ đội á là người ta đường thưa một cái này rất là quan trọng, tức là về bản lĩnh chính trị, về con người. Chỉ có điều là không có thời gian nhiều dành cho gia đình thôi, mình cũng phải hy sinh thôi. Em có chấp nhận điều đó không? Có. Có, vậy là được rồi.
Bây giờ anh hỏi thật này, em nhìn thấy Tám, đúng rồi, em cảm nhận thế nào? Em cứ nhìn thẳng Tám đi. Tám hơi cao cao chút xíu thôi nhưng mà dễ thương lắm à. Mời em đứng lên. Tôi mời Tám đứng lên. Bây giờ hai bạn nắm tay nhau nha. Mình nắm tay nhau, mình cảm nhận thử xem khi mà mình nắm tay đối phương thì cái cảm xúc thật sự của mình như thế nào. Tay em ướt. Nắm hai tay luôn Tám. Nắm hai tay. Đây nè, như thế này. Hãy đọc bài thơ hay hát bài nào đó tặng anh ấy, và Tám cũng thế. Không gian này chỉ có hai bạn thôi đó, bắt đầu đi. Em thuộc nhạc con nít không à. Quan trọng gì, thích nhau thì hát nhạc nào cho được. Con có đôi mắt to, có bàn tay bé xíu, đôi môi chum chím nhỏ, cứ gọi lớn ba ba. Thương ba lắm phải không? Sao mỗi lần nhìn thấy con cứ lao ôm chặt để ba cõng cả ngày. Hay quá, anh vỗ tay cho. Rồi Tám tiếp tục. Tám, anh thì không hát hay nhưng mà anh tặng em bài thơ. Em có anh như chim có trời xanh, như đại dương có cánh buồm chở nắng. Anh có em như sa mạc trắng, bỗng xôn xao có mưa về. Ta có nhau như kiếp trước hẹn thề, hai nửa vầng trăng khép lại để thơ nồng nàn và lời ca ngọt mãi. Ban tặng đời những đóa hồng ưng. Cảm ơn. Cảm ơn hai bạn. Trở về vị trí đi. Tám thấy thế nào? Mình gặp nhau là đến đây là đã là cái duyên rồi. Hãy cho nhau một chút nợ. Mình cảm giác cái con tim của mình có một chút rung động gì chưa? Tim của em thì cũng có cái khả năng đập nhịp nó tăng lên nhiều rồi so với mức độ bình thường rồi. Rồi. Nãy giờ anh Tám nói rất là nhiều về cảm xúc của bản thân mình rồi. Chị muốn lắng nghe cảm xúc của Thi như thế nào trước khi chúng ta tiến hành bấm nút. Mình cảm thấy rung động. Mình em hãy nói ngại. Ngại. Tim em cũng có đập nhanh hơn chút xíu. Đập nhanh hơn nhưng cảm giác ngại đúng không? Nhìn thẳng vào mắt của anh thì em thấy sự chân thành. Sự chân thành. Rồi. Như vậy được cảm rồi. Cảm ơn bạn. Chúng ta nhắm mắt lại đi các bạn. Kiểm tra lại con tim của mình. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Trăm năm trước ta không hề gặp, trăm năm sau có biết gặp không? Cuộc đời sắc sắc không không, thì thôi ta hãy hết lòng với nhau. Nào, bây giờ để tay vào nút bấm đi các bạn. Chuẩn bị đếm 3, 2, 1. Hết thời gian. Wow. Chúc mừng. Xin chúc mừng ta, xin chúc mừng Minh Thi mà em. Hãy nắm tay nhau nào. Nắm bây tay giờ nhau. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay, nắm chặt lắm. Để cái ngại ngùng của cái sự trong trẻo của tình yêu trong những ngày đầu nó quan trọng như vậy đó. Xin phép đi, xin phép bác là cho tụi con bắt đầu từ ngày hôm nay. Dạ thưa bác, con đến đây thì trước mắt con nhìn thấy bác là một người rất là thương con gái. Con xin phép bác tạo điều kiện cho con cái mối quan hệ qua lại với con gái bác. Bắt một cái nhịp cầu trái tim với nhau ấy. Sau này mà cái tình cảm của bọn con có nở hoa hơn nữa thì con hứa với bác là sẽ chăm sóc tốt cho bạn ấy, đối xử với bố mẹ, gọi là bố mẹ chính là bác và bác gái nữa thì cũng giống như bố mẹ con. Cảm ơn con. Nói chung thì bố cũng rất là thương con. Bố mới đi từ quê vào đây. Dạ. Thật sự là bố rất xúc động. Thương con mình. Nhưng mà hai con bấm nút là bác rất mừng. Cũng chúc hai con được tiến xa hơn và được hạnh phúc với nhau. Dạ, cảm ơn bác. Tại sao? Sao khóc? Hết sức là xúc động. Sao sao? Thôi, trời ơi, tao khóc kìa. Trời ơi, tao khóc kìa. Ngày hôm nay là ngày quan trọng với cuộc đời của tụi em lắm đó. Khi có ba từ ngoài xa vào đây, ba cũng xúc động như thế. Khi có thủ trưởng của Tám, có gia đình của Tám và những cái lời chân thành của Tám, anh nghĩ rằng á, đây là một cơ hội thuận lợi để các bạn tìm hiểu với nhau đó. Xin bác hôn em Thi một cái. Lần đầu tiên gặp mặt. Cho anh hôn em. Xin bác nữa nè. Dạ, thưa bác, cho con xin phép hôn em Thi. Hôn vào giọt nước mắt ấy để giọt nước mắt ấy không còn rơi nữa. Dễ thương quá à. Cố gắng lên, hãy cố gắng trân trọng và gìn giữ lấy tình yêu ngày hôm nay các bạn nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Cảm ơn anh Quỳnh. Nào, những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nhé. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha
khi dù có xa cách mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Một lần nữa chúc mừng em nha. Đám cưới nha, mời Thư nha. Tám nắm tay đi, càng nắm tay nhau nha. Đừng buông tay ra, nhớ không được buông tay ra. Cả đơn vị mình vui không, mình cho anh chàng pháo tay đi. Đấy, đâu phải lúc nào cũng cả đơn vị như thế này để ủng hộ hai đứa đâu. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Nắm tay nhau, đừng buông tay ra nha. Nắm chặt tay nhau, chặt lấy. Em cảm giác như hai bạn là một hai cái mảnh ghép thực sự rất hợp. Một bên chín chắn, quyết đoán và tình cảm. Một bên một cô gái có hoạt bát, có rất là lanh lợi nhưng mà vẫn còn nhút nhát. Trong tình yêu phải vậy đó. Tí xíu trẻ con. Tôi tin chắc rằng giọt nước mắt ấy sẽ là động lực để các bạn có thể tiến xa hơn nữa. Vẫn còn rất nhiều những chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam vì nghĩa vụ phục vụ tổ quốc mà vẫn chưa thể tìm được tình yêu cho mình. Và bạn muốn hẹn hò đã có một hành trình đặc biệt để đến tận nơi trò chuyện, tìm hiểu về mẫu người của những chiến sĩ ấy. Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của chương trình.